Chú hay cha, tác giả Nguyên Bông. Phần 1. Vừa mới nhô đầu ra khỏi cửa hầm, Trọng đã phải ngạc nhiên khi thấy mấy anh em thuộc ban 4 đang vừa cười đùa vui vẻ với nhau, vừa đi về hướng mình. Vừa đến nơi, trung sĩ nhất Trừng lên tiếng trước. Đi uống cà phê với tụi này đi trung úy, quán này ngon lắm. Rồi cả bọn cùng nói hùa theo. Đi, trung úy. Đi thì đi, Trọng đáp bừa như vậy. Nhưng khi chợt nhớ lại cái văn thư từ trên đưa xuống, ra lệnh cấm trại 100% quân số, còn nằm trên bàn viết của mình, Trọng xua hai bàn tay ra trước mặt, kèm thêm một lời hâm he. Đừng có giỡn mặt. Cậu nào muốn lãnh phạt 8 ngày trọng cấm thì cứ đi đi. Nói thì nói vậy, nhưng Trọng vừa khép lại cánh cửa của căn hầm nằm dưới một tuyến phòng thủ mà chàng có trách nhiệm chỉ huy khi hữu sự ở hậu cứ của tiểu đoàn vừa hỏi lại Trừng. Quán ở đâu mà ngon vậy? Rồi cả bọn cùng nhau tản bộ ra khỏi cổng trại. Mấy đứa em gọi là quán cà phê cho thêm văn vẻ, chứ Trọng có thấy trương lên bảng hiệu gì đâu. Đây chỉ là một căn hộ ở đầu của dãy phố 10 căn, nằm xéo ở trước ti cảnh sát tỉnh mà chàng có dịp đi ngang qua nơi đây nhiều lần. Ở mặt tiền căn phố được nối dài ra thêm vài tấm tôn, để tạo ra một mặt bằng ở bên dưới vừa đủ để kê vài bộ bàn ghế thấp, đóng sơ sài bằng mấy miếng ván gỗ thông, chứa đầu đạn pháo binh. Ở hai bên hông là hai hàng rào dựng đứng bởi những cọc sắt, và các tấm lưới sắt chống đạn B-40 cao chỉ quá đầu một chút. Sát vách nhà phía trong là một tủ thuốc lá để trên một đầu của một chiếc bàn dài. Đầu kia bày biện đủ thứ cần thiết cho một chiếc quán mà người ta thường gọi là quán cà phê kho, thường thấy rải rác ở nhiều nơi trong vùng thị trấn này. Một cô bé trẻ xinh như mộng vừa tiễn mấy chàng cảnh sát ra cửa đã quay lại sang đón đám khách mới, cũng vừa trám hết mấy chiếc ghế nhỏ nằm cạnh khung cửa sổ hẹp ở ngoài cùng. Mấy chú uống chi? Hay có ăn cháo lòng hoặc hủ tiếu gì không? Để con chạy ra ngoài kia kêu họ mang lại cho. Trung sĩ Thức, hạ sĩ quan ẩm thực của đơn vị tấn công trước. Cho anh cà phê sữa như thường lệ. Còn ăn sáng thì em cho gì anh ăn nấy cũng được mà. Anh chàng Binh Nhị Bình đã mấy lần trở thành bùi kiềm trong các kỳ thi trung học đệ nhất cấp, cho rằng chữ nghĩa không có duyên với tôi. Hắn bèn bỏ học, nhảy vào quân trường 3 tháng, và rồi nhờ có một chiếc dù bao che nên mới được về đơn vị này giữ chức thủ kho. Cà phê lẫn thuốc lá đều là những món ăn chơi rất cần thiết cho một học sinh đã trở thành học tài thi phần như Bình. Ngày 3 lần chẳng sót cử nào, và có lẽ đây là một anh khách thường xuyên nên được cô chủ trẻ kia có cảm tình nhiều nhất trong bọn chăng. Anh Bình thì cà phê đen với hai điếu thuốc ruby quân tiếp vụ phải không? Trừng trông có vẻ đứng đắn nhất trong bọn, dây qua kề miệng nói nhỏ vào tai Trọng. Lệ Chi, nữ sinh lớp đệ tứ, con bà chủ quán chết chồng nó trung úy. Nghe vậy, Trọng quay sang nhìn cô bé. Đôi mắt mộng bụp dưới đôi vòng mày rồng trông quen quen đang nhìn Trọng đăm đăm, khiến chàng nảy ra ý muốn ngồi ở đây hơi lâu một chút để tìm hiểu xem lai lịch của cô bé này ra sao. Cho chú ly cà phê phin đi, để mặc cho các thuộc cấp của mình đua nhau quăng câu trước miệng con cá vàng mũm mĩm. Trọng ngồi trầm ngâm, nhìn từng giọt đắng rớt xuống đáy chiếc ly thủy tinh, để lục lọi từ trong ngăn kéo ký ức mình, xem một ánh mắt chan chứa một khung trời mơ mộng của ngày xưa đang lạc loài ở nơi đâu, mà lại có một bạn sao đang nhoẻn miệng cười tươi với đám lính loay choay, hình như đang thèm khát một thứ gì đó,
chứ không phải là cái thứ chất màu đen sánh của một loại thức uống đặc biệt đã từng làm ấm lòng người chiến sĩ xa nhà, là món cà phê đen. Trọng mất vài phút để cho tâm tư mình cố ý rượt đuổi theo những kỷ niệm êm đềm của một thời để nhớ, đang rủ nhau quay lưng lại với người đã từng ôm ấp, nâng niu nó từ bấy lâu nay, chàng đã hoài công. Chợt từ phía trong, một giọng nói thân thương sao lại giống y chang như từng giọt mật ngọt ngào đã từng rót vào tai Trọng trong khoảng thời gian cách đây không xa lắm. Lệ Chi, con trong quán cho mẹ đi chợ nha. Trọng quay nhìn lại phía sau. Bóng dáng thước tha của một người đàn bà hãy còn trong độ thời xuân sắc ập vào mắt chàng. Nhìn mái tóc bung xõa, không che hết khoảng cổ trắng ngần trên đôi bờ vai tròn mộng. Trầm lại nhớ đến một mái tóc cũng giống y như vậy trên gương mặt kiều diễm của một người con gái mà chàng yêu say đắm thuở còn ngồi trên ghế nhà trường. Rồi, hình như Trầm bất chợt nắm bắt được trong tay mình một kỷ vật quý báu đã bị đánh mất từ lâu, giờ mới tìm lại được. Chàng reo thầm ở trong miệng. Đúng rồi, Khanh, Lệ Khanh đây rồi. Trầm muốn đứng bật dậy, nhưng đôi chân thì lại chẳng tuân theo lệnh chàng. Người thiếp phụ thản nhiên đi ngang qua sau lưng Trầm, rồi bằng một giọng nói thân quen như ở trong gia đình. Của người trên nói với kẻ dưới, bởi nàng chưa nhìn kỹ mặt mũi của một quân nhân đang là sếp của mấy anh em kia thì lấy chi để nể mặt. Mấy chú ngồi chơi, có đứa nào trưa ra ăn cơm không? Để chị đi chợ mua thêm thức ăn một thể. Chẳng đợi ai trả lời, nàng thoát ngay ra cửa, để lại nhiều nỗi suy tư trong lòng người sĩ quan trẻ vừa mới đến nơi này lần đầu tiên trong buổi sáng hôm nay. Có tiếng một chiếc xe lôi máy dừng lại ở trước cửa quán. Người đàn bà bước lên xe, cũng là lúc Trọng bắt đầu thả lỏng tâm hồn mình trở lại với khung trời kỷ niệm của ngày nào. Khanh dừng chiếc xe đạp của mình vòng qua hông một căn nhà tranh, rồi dựng nó vào sát bên tấm vách đất như thường lệ. Thường khi thì con chó vàng chạy ra mừng nàng trước cả Trọng, người yêu của nàng. Nhưng hôm nay, cả chủ và tớ hình như đi vắng hay ở đâu ngoài vườn trầu ở sau nhà. Khanh im lặng bước len lỏi qua mấy gốc trầu lá vàng ống leo chằng chịch trên những thân câu sai quặng những quả xanh mượt để đi tìm Trọng nhằm tạo một sự bất ngờ cho chàng. Đến cuối vườn trầu, Khanh lặng người đi khi chợt thấy một tấm lưng trần nở nang đều đặn như một lực sĩ thẩm mỹ đang ngồi thừ ra bên miệng giếng nước với hai chiếc gầu ở kế bên, trông dáng như đang nghĩ ngợi về một điều gì đó. Nàng đứng lặng im để nghe con tim mình đang rạo rực muốn trỗi lại điệp khúc yêu đương giống như lần nàng ngã mình vào vòng tay của người tình trong lần đầu tiên nàng đến đây, cũng ở nơi vườn trầu câu này. Nhưng Khanh cũng đã trấn áp được tiếng lòng của mình để chỉ buông ra một câu như mỗi khi nàng thấy người yêu thường hay thả tầm mắt lướt phiêu bồng về một khoảng không gian nào đó, mà nàng đoán rằng chàng đang xây dựng một mái ấm chỉ vừa đủ che nắng che mưa cho hai quả tim vàng mà thôi, chớ không phải là một bóng hồng nào khác. Hoàng thượng đang nhớ đến ai vậy? Trọng giật mình quay lại. Một bóng dáng liêu trai hiện ra lờ mờ giữa ban ngày ban mặt. Đột nhiên, chàng cảm thấy nhột nhạt khắp châu thân khi ngó xuống phía dưới thân mình, chỉ có đọc mỗi một chiếc quần đùi. Cho dù vậy, dư âm của hai tiếng hoàng thượng như hãy còn lắng đọng ở trong lòng, vừa đủ để cho chàng thoáng nhớ nhanh về một chút kỷ niệm của lúc còn thiếu thời. Mẹ chàng nói lại là lúc sanh ra, thằng Út là Trọng bây giờ rất khó nuôi. Lúc khát sữa thì sa vào vú mẹ, khi no nê lại vòi vĩnh đòi cha bồng.
giống như có ai đó theo phá quấy nên cần có sự bảo vệ của người cha vậy. Chạy hết thầy, hết thuốc, cũng không biết bao nhiêu là gà, vịt, mà thằng Út vẫn chứng nào tật nấy. Một hôm, có một ông thầy đi qua ngõ và xin vào gặp thằng Út rồi nói: "Để tôi trị nó cho." Ông lấy mấy sợi chỉ màu vàng, xanh, đỏ mà mấy cô gái dùng để thêu thùa, thắt thành một chuỗi những nút dây niệt, rồi đi ra đứng trước sân nhà. Hai tay nâng sợi dây niệt lên ngang mày, nhắm mắt khấn mấy câu. Đoạn đem vào đeo thành một vòng từ trên vai bên này, chéo xuống nách bên kia cho thằng Út, rồi nói: "Kể từ nay đừng gọi nó là Út nữa, mà là Trọng, là vua đó. Chẳng có con ma nào dám chọc ghẹo, đòi ăn gà ăn vịt nữa đâu." Chỉ có vậy mà linh thật, Trọng ăn rồi chơi, chóng lớn như thổi và ngày càng đẹp trai ra nữa. Rồi cái tên Út đã được cả nhà khai tử. Chẳng còn ai nhớ đến cái tên sẽ giữ vai trò quan trọng sau này. Giàu Út ăn, khó Út chịu. Và từ Út cũng đã mau chóng quên đi cái tên cúng cơm đó và mang theo cái tên mới là Trọng vào lớp học. Lúc chuyện trò với chúng bạn, một điều nó xưng là Trọng, hai điều cũng xưng Trọng. Và lũ chúng bạn chắc là sợ họa, phạm thượng phải bị tru di tam tộc, nên hè nhau gọi nó là Hoàng thượng, cũng là điều tất nhiên mà thôi. Ở phe con trai thì vậy, còn bên cạnh con gái thì thượng đế lại cho ra cùng thời điểm đó một nàng có một cái tên là Khanh. Lệ Khanh rất dễ thương. Và trong những lúc mà đôi trai tài gái sắc này có dịp gặp gỡ nhau, một kẻ xưng mình là Trọng và gọi người kia là Khanh, đôi khi có thêm chữ ái vào phía trước, nghe qua nó sặc mùi cung đình làm sao ấy. Chẳng là mấy ngày nay trời nóng hơn mọi hôm, nên chiều nào Trọng cũng cởi trần trùng trục ra sau vườn xách nước giếng cần vọt lên tưới cho mấy gốc trầu đang trong mùa thu hoạch. Đang chẳng biết phải trả lời ra sao thì đã nghe Khanh tiếp, giọng nói hơi yếu đi một chút, giống như vừa mới trải qua một cơn xúc động khi cảm thông cho gia cảnh nghèo khó của người yêu. "Mình vào nhà nghỉ một chút đi Hoàng thượng." Mấy lần trước, mỗi khi muốn đến chơi nhà Trọng, lúc tan học, Khanh đều tìm cách chạy xe đạp nhanh lên để báo cho chàng hay trước. Lần này, Khanh muốn tạo ra một bất ngờ cho người yêu, ai dè khiến cho con tim nàng bỗng dưng trở nên xao xuyến bồi hồi. Nàng quay lưng lại và đi vào trong vườn, cốt để cho Trọng đỡ phải ngượng. Nhưng đôi chân thì cứ y như phải lê những bước đi hụt hẫng, lòng vòng ở trong khu vườn trầu, mãi mà chưa tìm được lối ra. Về phía chàng trai quê học trò, hình như chỉ đợi có thế, liền phóng mình chạy len lỏi qua các gốc câu quen thuộc. Và chỉ trong thoáng chốc, chàng đã vọt nhanh vào trong nhà. Và cái chuyện ái ân trong phút chốc để dài nhớ thương cho nhau đã xảy ra giữa đôi tình nhân trẻ, trong khi buổi hoàng hôn đang xuống dần nơi một vùng ngoại ô của thị trấn. Họ ngồi lặng lẽ bên nhau thật lâu. Người con gái thỉnh thoảng lại đưa tay lên quẹt những giọt nước mắt từ cõi lòng cứ rịn ra, không sao ngăn lại được. Trọng chẳng đoán được bao dòng châu lệ rơi xa đó mang một nỗi niềm vui sướng hay là buồn tủi ở trong lòng nàng. Riêng Khanh, nàng đã có một quyết định từ lâu, là một khi đã yêu ai, nàng chỉ trao cho người đó những gì mà người con gái trân quý bấy lâu nay. Chỉ còn vài ngày nữa, nàng sẽ là vợ của người khác. Cho dù chuyện có như thế nào sau đêm tân hôn, nàng cũng đã chuẩn bị cho mình trong tư thế sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả tốt hay xấu. Về phần người học trò khó, chẳng biết chàng có nên mừng hay không với việc không cầu mà được
đã bước một bước quá xa trên con đường đi xây dựng hạnh phúc lứa đôi. Giống như ai dọn cổ thì cứ ăn, xong rồi mơ màng nhìn về phía trước mặt, thấy thấp thoáng có một túp lều tranh nằm ven bên bờ một con suối mồng. Ong bướm bay lượn khắp nơi trong một khung cảnh rất hữu tình. Mộng thường hay khác với thực tế, cho nên điều mà Trọng đang cảm nhận khó có thể thành tựu được. Bởi vì chàng là một đứa con út mà ba má đã chọn lựa để sau này lo hương khói cho họ trong căn nhà tranh vách đất, mà từ nơi đó các anh các chị của chàng cũng đã từng cặp lần lượt khăn gói ra đi lập mái ấm gia đình cho riêng họ. Tuân theo ý cha mẹ ư? Trọng xoay mình nhìn khắp bên trong căn nhà tranh ba gian qua một lượt. Gian giữa dùng làm nơi thờ cúng tổ tiên. Ở gian trái, bên trong là phòng ngủ của mẹ chàng, và bên ngoài kê một bộ ván rồng là nơi ba chàng ngã lưng lúc đêm về. Chỉ còn lại gian phải với một phòng ngủ ở bên trong là nơi mà người chị cũng vừa mới rời nó để về với nhà bên chồng cách nay không lâu. Chắc là chàng cũng sẽ chọn nơi đó để sống chung với người yêu mà thôi. Đang suy tới tính lui, Trầm nghe Khanh thỏ thẻ bên tai. Hoàng thượng có cảm nhận ra một điều gì có thể xảy ra trong tương lai không? Bấy lâu nay, hai đứa tuy gần gũi nhau, nhưng cái việc ăn nằm với nhau, Trọng chưa bao giờ dám nghĩ tới. Bởi cách đây không lâu, Khanh cho chàng hay là mẹ nàng không tán đồng cuộc tình duyên học trò này. Lý do là gia cảnh của nó quá nghèo, thân nó còn tự lo chưa kham, lấy nhau rồi lấy gì để lo cho vợ, cho con. Trọng tự biết vậy, nên cố tình giữ sự trong trắng cho người yêu. Chàng chẳng biết làm gì hơn buồn ở trong lòng khi hay cái tin sét đánh ngang mày đó. Chàng cũng chẳng hiểu tâm ý của nàng ra sao. Giờ nghe nàng hỏi như vậy, càng thấy thêm xốn xang ở trong lòng. Cuộc diện xảy ra quá bất ngờ, như một giấc mơ vàng, nhưng lòng chàng thì đang rối như tơ vò. Trọng siết mạnh vòng tay, khiến cho người tình giật mình co rúm người lại. Chàng cho rằng, chẳng lẽ Khanh buông xuôi để cho mình và nàng làm cái chuyện vợ chồng với nhau? Và một khi mà mẹ nàng hay biết được việc đã rồi ấy, bà sẽ thuận tình để cho hai đứa ăn đời ở kiếp với nhau chăng? Như vậy thì căn phòng trống kia sẽ là tổ yên ương của đôi ta rồi. Như tìm được lối thoát để giải tỏa cái vòng lẩn quẩn đang dần siết chặt tâm tư của mình, Trọng vừa định đem những suy nghĩ vừa chợt lóe ra ở trong đầu nói ra với người yêu, thì nàng đã nghẹn ngào trong nước mắt nhạt nhòa. Má bảo nếu em cãi má, má sẽ chết cho vừa lòng em. Trọng thấy cả khung trời trước mặt mình như thấp dần xuống, và trong thoáng chốc, tâm hồn chàng nát thành những mảnh vụn vặt, và cùng với niềm mơ ước vừa mới thành tựu đã tan biến ngay thành mây khói. Khi bình tĩnh lại, Trọng đưa tay ra vuốt mấy dòng châu đang lăn dài trên má người yêu, rồi ôm chặt nàng vào lòng. Thời gian như ngừng trôi. Bất chợt, trong tâm tư Trọng lại dấy lên một niềm hy vọng. Điều đó làm vơi bớt đi nỗi buồn đang giăng kín con tim chàng. Trọng cho rằng Khanh dám cãi lời mẹ, chịu bỏ nhà ra đi đến với mình chiều nay và cho không những gì mà nàng trân quý bấy lâu nay, hẳn nàng đã có một dụng ý riêng tư hợp với những điều suy diễn mà chàng đang có ở trong lòng. Chàng buông lời thăm dò. Em an tâm đi, anh thương em suốt đời mà. Nghe Trọng nói vậy, Khanh vội đẩy chàng ra, rồi vừa quệt nước mắt vừa nói. Anh nói cái gì lạ vậy?
Bộ anh muốn cho má em chết liền tức khắc phải không? Rồi như còn chưa hết cơn giận, Khanh nói thêm lời trách móc. Em tưởng anh là người biết chuyện, nào dè. Quả tình, chỉ với một thời gian quá ngắn ngủi trôi qua, Trọng đã không đè nén được lòng bồng bột của mình. Đưa đến việc chỉ trong phút giây thôi, chàng đã biến người yêu của mình thành một người đàn bà. Rồi bây giờ chàng chẳng biết nói năng ra sao để cho nàng hiểu lòng mình chỉ là một dạ yêu nàng. Cho dù ở hoàn cảnh nào cũng muốn sống chung với một mái ấm gia đình với chỉ một mình nàng mà thôi. Quý phi trách hoàng thượng với những lời lẽ chua cay, quả đã đáng đời cho cái số nghèo của nhà vua lắm. Không ăn phận lại đòi trèo cao. Chàng nghĩ, nếu mình là con nhà giàu thì đâu có bị người khác chê mình như vậy. Làm thinh cũng là một cách để nhận tội, làm ẩu. Trọng thầm trách mình chỉ vì một phút đam mê thấp hèn mà ra nông nỗi này. Trọng đâu còn cơ hội nào để tự bào chữa. Nhưng chàng vẫn nói ra suy nghĩ của mình. Phải chi chuyện đó chưa xảy ra, thì cho dù em có đi lấy chồng, anh cũng đành cam chấp nhận thua cuộc bởi thân phận của mình, để chỉ lén đứng bên đường nhìn người yêu vui bước lên xe hoa. Khanh vội đứng lên, rồi nói ra quyết định dứt khoát của mình. Tuần sau em đã là vợ của Thanh rồi. Bỗng dưng, Trọng cảm thấy con tim mình đau như bị bò đá thẳng cẳng. Quyết định của mẹ Khanh đã biến thành sự thật 100% rồi sao? Chàng không còn chút hy vọng nào để lật được thế cờ trước sự kiện ván đã đóng thuyền. Nhưng rồi Trọng lại quên ngay điều mình vừa nghĩ. Chàng đứng bật dậy thật nhanh, rồi tiến đến lay đôi vai người yêu. Không được, tại sao lại nhanh như vậy? Vừa buông câu nói ra khỏi cửa miệng mình, Trọng cũng đã chợt hiểu. Mấy ngày qua, chàng có hay tin mẹ của Khanh trở bệnh nặng. Nhưng bởi chàng xem nặng cái mặc cảm mình nghèo, nên chẳng dám đến thăm. Chỉ sợ làm sống con mắt của một bà mẹ quá luôn mang trong lòng nỗi lo cho đứa con gái cưng mất hạnh phúc khi lâm cảnh thiếu trước hụt sau khi sống bên nhà chồng. Mấy đứa bạn học cùng lớp cho Trẩm hay tin là gia đình của Khanh muốn tổ chức đám cưới cho nàng và Thanh gấp để chạy tang, sợ rằng mẹ nàng không qua khỏi cơn bạo bệnh. Chàng chẳng tin việc đó sẽ xảy ra nhanh trong lúc này. Trước đây, chàng tin tưởng vào mối tình cảm sâu đậm thiết tha mà Khanh đã dành cho mình. Nàng sẽ tạo ra cơ hội để đến cùng chàng tìm ra kế hoãn binh. Chừng nào không có lối thoát, nàng sẽ bước lên xe hoa về nhà chồng cũng chẳng muộn màng gì. Bây giờ thì chuyện đó do chính Khanh nói ra. Trọng cố không tin cũng không được. Chàng lặng lẽ tiễn chân người yêu đang khập khỉnh bước thấp bước cao, dẫn chiếc xe đạp về phía cổng mà lòng tái tê như sắp nát tan thành từng đoạn ruột. Vừa tới đầu ngõ, Khanh dừng lại rồi cố lấy giọng vui vẻ nói với Trọng. Em không phải là trách cứ gì anh đâu. Bởi việc xảy ra hôm nay là do em tự nguyện mà. Chỉ có em hiểu lòng em thôi. Và nếu như anh cũng hiểu được em trong hoàn cảnh này là điều đáng quý cho em lắm. Có một điều duy nhất mà em muốn nói với anh lúc này là anh hãy vui lên đi. Hãy chia sẻ niềm vui với má em để hy vọng bà còn được giữ mãi nụ cười mãn nguyện cho đến khi bà ra đi theo ba em về nơi thế giới vĩnh hằng.